Mất toàn bộ Bradley, Zelensky lực bất tòng tâm. Các bạn thân mến, có vẻ như cả chính quyền Kiev lẫn phương Tây đều không muốn một cuộc đàm phán hòa bình diễn ra, cho dù họ có liên tiếp gặp phải điều không mong muốn trên chiến trường. Chỉ huy Ukraine thừa nhận bất lực trước bức tường thép trùng trùng điệp điệp mà quân đội Nga dựng lên. Thực tế là chưa thể tiến đến tuyến phòng thủ cuối cùng thì quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt sạch khí tài, mà khi ấy họ chẳng thể làm gì được trước hệ thống hỏa lực vượt trội của quân Nga. Tờ báo Anh The Telegraph hôm 12 tháng 6 cho biết, có những chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng họ khó có thể xuyên thủng tuyến phòng thủ vững vàng đáng kinh ngạc của quân Nga. Theo vị chỉ huy này, quân Nga đã hình thành một hệ thống chiến hào và công sự rất kiên cố, với bức tường phòng thủ đầu tiên là những bãi mìn dày đặc, rộng khắp, chắn mọi lối tiến vào các khu vực phòng thủ. Ngoài những bãi mìn, quân Nga có các hệ thống pháo binh vượt trội so với Ukraine về chất lượng, mà số lượng cũng nhiều hơn. Cùng với đó là các loại vũ khí chống tăng mặt đất hiện đại với sự yểm trợ đắc lực từ máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng. Moscow đã chuẩn bị sẵn tuyến phòng thủ dài 965 km, kết cấu gồm những bãi mìn dày làm lớp phòng thủ thứ nhất, các hỏa lực từ trên không làm lớp phòng thủ thứ hai, cuối cùng là mạng lưới chiến hào, công sự, chướng ngại vật kiểu răng rồng và các phương tiện hỏa lực mặt đất là lớp phòng thủ thứ ba. Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề ngay từ tuyến phòng thủ thứ nhất với vài chục xe tăng, xe thiết giáp. Nếu họ đến được tuyến phòng thủ thứ hai, thì những máy bay không người lái tự sát, chiến đấu cơ, trực thăng mang tên lửa chống tăng cũng đã chờ đợi sẵn để tiêu diệt gọn. Như vậy, chưa thể tiến đến tuyến phòng thủ cuối cùng trên tiền tuyến, thì quân đội Ukraine có thể đã hết sạch xe tăng, xe thiết giáp, mà nếu thiếu chúng, lực lượng mặt đất của Ukraine sẽ không có phương tiện che chắn, chẳng thể nào làm được gì trước hệ thống hỏa lực vượt trội của quân Nga. Truyền thông Vương quốc Anh lưu ý, tình báo nước họ gọi mạng lưới này là một trong những hệ thống phòng thủ quân sự kiên cố nhất thế giới, được Nga gia cố vững chắc trong gần một năm qua và không thể xuyên phá được. Do đó, nỗ lực ban đầu của lực lượng Ukraine nhằm chọc thủng hàng phòng ngự của Nga thất bại đáng kể. Việc quân đội Nga phá hủy các phương tiện bọc thép phương Tây cung cấp có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho quân đội Ukraine nếu họ không thể nhanh chóng khôi phục và sửa chữa một số phương tiện bị hư hỏng. Cho đến nay, các đồng minh của Ukraine chỉ cung cấp cho chính quyền Kiev 21 chiếc Leopard 2A6 nòng dài và 109 chiếc xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley để tham gia cuộc chiến. Đây là con số quá ít để mở một cuộc phản công trên quy mô lớn. Lực lượng chiến đấu của Lữ đoàn 33 và Lữ đoàn 47 Ukraine đã bị tổn thất nghiêm trọng với hàng chục chiếc xe tăng phương Tây bị thiệt hại chỉ trong vài ngày giao tranh, gồm cả xe tăng bánh xích Leopard của Đức và xe tăng bánh lốp AMX-10 của Pháp. Thêm vào đó, quân đội Nga cũng phá hủy cả các trạm radar Hershon TRML-4D Aces cực kỳ quan trọng trong một phần của hệ thống phòng không IRIS-T đặt trong khu vực chiến đấu để hỗ trợ lực lượng Ukraine. Trong lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn cơ giới số 47 là có lực lượng tốt nhất, được đào tạo tại các nước NATO, được trang bị thiết bị công nghệ hiện đại, bao gồm cả xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Được hỗ trợ bởi một lượng lớn pháo binh gồm cả HIMARS, MLRS, nhưng vẫn thất bại trong việc đẩy lùi quân đội Nga. Theo các chuyên gia quân sự, tính toán sai lầm về khả năng sẵn sàng tiến hành chiến dịch phản công của lực lượng vũ trang Ukraine có thể trở thành thảm họa đối với chính quyền Kiev, có thể khiến quân đội của họ thất bại hoàn toàn. Tệ hại hơn là Ukraine đã mất hầu hết các xe chiến đấu bộ binh Bradley do phương Tây cung cấp vì đánh giá thấp khả năng của quân đội Nga. Nga phá hủy gần như toàn bộ xe chiến đấu bộ binh Bradley do hai tính toán sai lầm của lực lượng vũ trang Ukraine. Hình ảnh xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley do quân đội Ukraine sử dụng bị phá hủy đang lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, 3 xe chiến đấu Leopard 2R mà Phần Lan chuyển giao cho Ukraine đã bị tiêu diệt. Helsinki cung cấp cho Ukraine tổng cộng 6 xe giả phá bom mìn được chế tạo trên cơ sở xe tăng Leopard 2 của Đức. Vì lý do này, một số chuyên gia dự đoán thất bại của Ukraine và một thất bại địa chính trị khác của NATO. Từ đây, các chuyên gia quân sự nêu ra hai lý do mà phương Tây tính toán sai. Thứ nhất, Ukraine và các đồng minh NATO đánh giá thấp về khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Và thứ hai, những kỳ vọng không thực tế đối với việc huấn luyện quân và thiết bị của NATO đã cung cấp cho lực lượng Ukraine. NATO và Ukraine đã đánh cược rằng Nga thiếu khả năng quân sự, các chỉ huy thiếu thông tin liên lạc cần thiết để điều phối các hoạt động phức tạp, thiếu huấn luyện và tinh thần của binh lính. Điều này dẫn đến sự mất mát nhục nhã gần như toàn bộ phương tiện quân sự của Ukraine. Quân đội Kiev được cho là đã mất hơn 10% tổng số xe chiến đấu bộ binh Bradley và 20% số xe tăng Leopard 2A6 do phương Tây viện trợ. Điều này chắc chắn làm dấy lên những nghi ngờ rằng phải chăng huyền thoại về vũ khí tiên tiến của phương Tây đã bị phá vỡ, bởi ngay cả xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 tiên tiến nhất của Đức cũng tỏ ra rất dễ bị tổn thương. Thậm chí có thông tin cho rằng phương Tây đã phóng đại khi ban đầu họ nói rằng xe tăng Leopard 2 là không thể bị đánh bại và nhờ đó sẽ thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường, nhưng thực tế chúng đã bị tiêu diệt trước khi kịp khai hỏa vào quân Nga. Nói về Bradley, ưu điểm của nó là có thể sử dụng tên lửa chống tăng để phát động tấn công từ khoảng cách vài km, đồng thời có khả năng bảo vệ, liên lạc và chỉ huy chiến trường tốt hơn so với các phương tiện chiến đấu bộ binh tương tự. Tuy nhiên, khi bị pháo binh và không quân Nga tấn công, không có gì ngạc nhiên về những tổn thất của chúng. Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật nào? Trên báo Investia, phóng viên chiến trường người Nga Alexander Kos tiết lộ rằng chiếc xe tăng Leopard đầu tiên bị bắt giữ đã được chuyển đến hậu phương của Nga. Hãy chạm tay vào chiếc xe tăng này, anh ta nói. Chiến thuật phòng thủ của quân đội Nga được cho là đã hạn chế phần lớn hiệu quả của các loại vũ khí tiên tiến mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho rằng, tại khu vực Zaporizhia, quân đội Nga đã chống lại cuộc tấn công của Ukraine dựa trên chiến thuật hợp lý, gồm phát hiện sớm và tiêu diệt biệt kích Ukraine, sử dụng vũ khí chống tăng quy mô lớn, đồng thời giải mìn dày đặc trước tuyến phòng ngự. Chiến thuật này phù hợp với nguyên tắc chiến đấu của quân đội Nga hiện nay khi nêu bật nhiệm vụ phòng ngự cấp 1 là đẩy lùi hoặc cầm chân các lực lượng tấn công đối phương, trong khi nhiệm vụ cấp 2 là phản công trong trường hợp có bất kỳ sự đột phá nào của đối phương vào trận địa. Khi chứng kiến cảnh những chiếc xe tăng và xe bọc thép này bị phá hủy, nhiều người bị sốc. Ukraine đang tấn công vào một khu vực không có sự yểm trợ của không quân và quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó trong nhiều tháng, bao gồm cả việc đặt mìn và xây dựng công sự vô cùng kiên cố. Qua một số hình ảnh tại hiện trường, có thể thấy các đơn vị thiết giáp của quân đội Ukraine tham gia tấn công được dẫn đầu bởi những phương tiện giả phá mìn, theo sau là các phương tiện thiết giáp đi thành một hàng dọc. Tuy nhiên, điều này sẽ bộc lộ những điểm yếu sau. Thứ nhất, xe quét mìn của Ukraine chỉ mở được lối đi rất hẹp. Khi bị quân Nga tấn công bất ngờ, đội hình thiết giáp đã tiến sâu vào bãi mìn sẽ bị thiệt hại nặng nề khi còn chưa kịp chiến đấu. Thứ hai, cuộc phản công được phát động trong bối cảnh mà quân đội Ukraine không chiếm lĩnh được bầu trời để yểm trợ cho bộ binh và tăng thiết giáp, còn máy bay Nga hoạt động với tần suất dày đặc. Tổn thất của quân đội Ukraine là rất lớn bởi Nga có ưu thế trên không. Không quân của họ đã thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Tại khu vực Zaporizhia, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là tiến hành các cuộc tấn công trực diện vào các vị trí phòng thủ của Nga mà không có ưu thế trên không, nên phải hứng chịu tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Các nhà quan sát quân sự phương Tây nhìn chung cho rằng quân đội Ukraine hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tiếp tục phản công và họ đã quen với chiến thuật của quân đội Liên Xô. Đây cũng là chiến thuật mà Ukraine thường sử dụng trong các cuộc phản công. Tuy nhiên, theo lý luận tác chiến của quân đội Liên Xô, khi đột phá thế phòng thủ kiên cố, cần phải có hỏa lực cường độ cao của phá mặt đất và hỏa lực chế áp từ máy bay cường kích, điều mà quân đội Ukraine khó có thể liên tục đạt được. Đây cũng có thể là một trong những lý do quan trọng khiến Kiev sốt sắng yêu cầu phương Tây cung cấp các loại máy bay chiến đấu tiên tiến. Thế nhưng, NATO đã chuẩn bị sự dối trá dài hàng thập kỷ cho Ukraine như thế nào? Chính quyền Kiev muốn gia nhập khối Bắc Đại Tây Dương càng sớm càng tốt để NATO cam kết đảm bảo an ninh quốc gia cho họ. Nhưng điều đó khó có thể trở thành sự thực, chừng nào cuộc xung đột tại quốc gia này vẫn còn đang tiếp diễn. Đồng thời, liên minh không loại trừ khả năng cuộc đối đầu sẽ kéo dài trong nhiều năm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Paris. các nhà lãnh đạo đã thảo luận về quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, mà Kiev mong đợi một cam kết bằng văn bản về việc gia nhập liên minh và đảm bảo an ninh đối với Ukraine sẽ được đưa ra tại hội nghị này, cũng như các nguồn cung cấp vũ khí mới. Các nguyên thủ quốc gia tái khẳng định rằng họ sẽ đi cùng Kiev đến cùng. Đồng thời, theo Emmanuel Macron, cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tin rằng, cuối cùng, Moscow sẽ nhận ra thất bại, sẽ rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà ông coi là của Ukraine và bắt đầu đàm phán vì một hòa bình công bằng. Tại cuộc gặp này, Tổng thống Ba Lan Duda là người cấp tiến nhất. Ông nói rằng, kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt phải là sự hủy diệt của chủ nghĩa đế quốc Nga. Ngoài ra, ông ta kêu gọi các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP. Điều này được cho là sẽ bảo vệ châu Âu trước nguy cơ xung đột mới. Tuy nhiên, điều khôi hài là các nhà lãnh đạo EU vẫn chưa thể thống nhất ý kiến về cách tiếp cận vấn đề đảm bảo an ninh cho chính quyền Kiev. Ông Scholz cho biết rằng Đức, Pháp và các đồng minh khác của Mỹ đang tranh luận về vấn đề này. Ông Duda đã nhấn mạnh mọi thứ nên được quyết định tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Nhưng tờ Politico chỉ ra mục tiêu này khó có thể đạt được và sự thất bại trong chính sách ngoại giao của phương Tây sẽ là một món quà dành cho Nga. Ấn phẩm này đã cảnh báo, trích dẫn một lời nhà ngoại giao Pháp giấu tên. Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Shoyka cho biết 20 quốc gia NATO đã ghi nhận sự ủng hộ của họ đối với tư cách thành viên của nước này trong liên minh. Tuy nhiên, 11 thành viên NATO đã không ký và tuyên bố tương ứng đã được công bố vào ngày 1 tháng 6 tại Hội nghị Thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Moldova. Ví dụ, trong số những người bỏ phiếu trắng có Đức và Hoa Kỳ. Berlin và Washington đều cho rằng Kiev trước tiên phải chấm dứt chiến sự và giải quyết các vấn đề lãnh thổ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ European Pravda, trợ lý Tổng thư ký NATO, nhà ngoại giao Latvia Baibar Brace đã khuyên người Ukraine không nên tập trung vào những lời hứa bằng văn bản. Liên minh đang tích cực viện trợ vũ khí và lương thực cho Kiev. Bà Brace nhắc nhở về việc, vào năm 2008, các thành viên NATO đã đồng ý để Ukraine gia nhập liên minh, và bà đảm bảo rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng chỉ sau chiến tranh. Thế nhưng ngày 13 tháng 6, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin của mình nói rằng Washington đã sẵn sàng phê duyệt các lô hàng đạn uranium nghèo tới Ukraine. Theo đó, Nhà Trắng đã đồng ý thông qua việc vận chuyển đạn uranium nghèo sau một loạt cuộc tranh luận được tổ chức để quyết định loại đạn nào sẽ được cung cấp cùng với xe tăng Abrams mà Mỹ sẽ chuyển tới Ukraine. Bụi uranium độc hại và phóng xạ xuất hiện khi những quả đạn như vậy được kích nổ, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bất kỳ ai hít phải nó. Ngày 21 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố những kế hoạch như vậy là bằng chứng cho thấy phương Tây có ý định chống lại Nga đến người Ukraine cuối cùng, không phải bằng lời nói mà là bằng hành động. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.